Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà để các bạn sửa cái tai nghe của mình bị liệt nút bấm nha. Trên tay mình đó là cái tai nghe có dây loại jack 3.5 ly. Hoặc là các bạn sử dụng cái tai nghe Bluetooth đó. Có những cái nút bấm như thế này là cái nút mở nguồn hoặc là nút tăng giảm âm lượng. Thì những cái loại này á, là những cái loại tai nghe cơ bản. Còn hiện nay á, nếu mà loại mà tai nghe Bluetooth mà hiện đại á, thì nó sẽ dùng nút chạm cảm ứng nha. Nó không sử dụng những cái nút bấm cơ như thế này nữa. Mình chạm một cái trên cái vị trí cái nút của nó là nó sẽ tác động y như cái chức năng của những cái nút cơ này. Thì một số bạn có phản ánh với mình là rất nhiều trường hợp mà nó bị liệt cái nút này nè. Các bạn dùng cái tai nghe iPhone hoặc là cái tai nghe Bluetooth á, mà nó thiết kế như dạng này, như headphone đội trên đầu á, nó bị liệt cái nút này nè. Liệt hoặc chạm cái những cái nút như volume cộng, volume trừ hoặc là nút trả lời á. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn mà cái cách sửa chữa. Tại vì trong quá trình sử dụng á, đi các bạn có thể đi ngoài mưa hoặc các bạn để cho môi trường ẩm ướt á, thì nước nó rỉ vô cái nước cái khe kẽ này nè. Đây là hai cái lớp nhựa. Bên trong nó sẽ có một cái bo mạch nha các bạn. Nhiều bạn á nó là mở ra không được, thực ra là mở ra hoàn toàn được nha. Tại vì các bạn nó tưởng là cái này là thiết kế nguyên khối, nó không, nó kín chắc chắn là không phải rồi. Bên trong á nè. Đây mình sẽ tháo ra cho các bạn thấy. Các bạn nhìn thấy cái đường rãnh ở giữa không? Một số tai nghe nó sẽ gắn lớp keo đây là khá chặt ha. Các bạn hơi khó gỡ một tí. Thì các bạn có thể dùng một cái dao rọc giấy á. Các bạn gỡ ra có thể nó gãy cái ngàm. Thì sau khi mà các bạn sửa xong á, thì các bạn có thể dùng keo các bạn dán lại nha. Có thể dùng keo dán sắt cũng được. Keo dán ron á, thì các bạn dán vô. Ở đây mình sẽ dùng một cái lưỡi lê lam ha. Các bạn nạy nè. Mình nạy theo cái đường rãnh này thôi. Tách cái phần bo mạch bên trong ra. Phần bo mạch này nó đính kèm với cái micro luôn nha. Thì một số tai nghe headphone á, mà tai nghe loại Bluetooth nha, không có dây, không có phải như những cái tai nghe mà jack 3.5 ly này như thế này đâu. Nó thì nó thiết kế cũng tương tự. Thì bên trong của nó sẽ tích hợp con IC Bluetooth á, để nó thu phát rồi, nó giống như những cái tai nghe đeo tai như thế này. Còn cái này loại là loại tai nghe headphone, nó nghe đội trên đầu á, cũng là loại tai nghe Bluetooth luôn. Đó, bạn tách ra nè. Mình tách ra như thế này á, là bên trong nó sẽ có cái bo mạch. Thì tùy theo thiết kế, ở đây nè, nó có một cái con IC nha. Đây là có IC 6 chân nè các bạn. Cái mã số của nó là HSC. IC dán nha. Thiết kế khá đơn giản nha các bạn. Còn trên đây là micro nè, nó hàn dính trên cái bo mạch nhỏ này luôn. Đối với những cái tai nghe mà tai nghe iPhone hoặc là tai nghe Samsung nha các bạn. Cách tháo á, kiểm tra cũng tương tự. Nè, các bạn tháo cái vỏ ở ngoài ra. Các bạn sẽ được một cái bo mạch. Rồi các bạn tách rời cái bo mạch này ra. Để mà trong trường hợp mà nó bị vô nước, những cái bo mạch như thế này á, nó sẽ gây liệt phím nè, hoặc là hư micro nè, hoặc là bị chạm phím. Chạm phím là sao? Là khi mà các bạn không tác động gì lên á, là lúc nào nó có thể bị chạm cái nút như chạm volume cộng hoặc volume trừ á. Còn liệt phím là các bạn bấm vô á, là nó không ăn, bấm nó không có tác động gì hết á. Thì những trường hợp này á, chắc chắn là các bạn phải vệ sinh lại thôi. Đây là cái tai nghe Samsung ha. Các bạn thấy cái mặt của nó cũng đơn giản.
Ở đây sẽ có 3 giây nha các bạn. Từ cái giắc 3.5 ly nè, nó đưa lên. Rồi ở đây là một bên cái tai nghe, một cái bên cái loa. Ở đây cũng tương tự. Thì khi mà nước vô á, thì nó vô những phần nào? Nè, nó vô mấy chân linh kiện nè các bạn. Mấy tật, nếu mà Win nó bị liệt phím á, thì nó vô những cái nút này. Thì bắt buộc là trường hợp này là các bạn phải tháo ra nha, tháo cái vỏ này ra. Nè, nó vô chân mấy chân linh kiện nè. Thì đây á, mình sẽ demo cho các bạn thấy là khi mà nước vô á, đây là một cái bo mạch, không phải là cái bo mạch của tai nghe Bluetooth nha. Thì mình nói tương tự như thế này. Mình giả sử đi nước nó vô đây nè, nó vô IC nè, IC Bluetooth nè. Rồi mấy cái vị trí mà cái nút bấm á, của mình á. Thì nói trường hợp nặng nhất á, thì nó ra ten như thế này. Đây trường hợp nó ra ten nè. Các bạn thấy không? Nó móc lên luôn, rồi nó chạm chân linh kiện luôn. Đây trường hợp là vô nước khá nặng nha các bạn. Đây những cái vị trí này á, nó hoàn toàn có thể bị vô nước luôn nha. Khi mà bị nước mưa vô nhiều hoặc nước thấm vô cái bo mạch của tai nghe. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái lỗi mà nó bị chạm phím vô ra ten nè. Những trường hợp mà nó bị như vậy á, thì các bạn dùng cho mình cái chai RB7 nha, để các bạn xịt vô. Xịt vô trong đây á. Đây. Các bạn nên ngâm nha, ngâm cho khoảng từ 5 phút trở lên. Nói chung ngâm càng lâu càng tốt. Những cái tai nghe này á, nó vô IC đi, thì các bạn cũng xịt tương tự như vậy. Giờ mà nó ra ten á, đó các bạn xịt vô. Rồi các bạn ngâm để lâu lâu một tí, để cho cái chất dơ với cái ten á nó rã ra. Sau đó các bạn dùng xăng, xăng rửa bo, xăng PU á, là các bạn vệ sinh lại. Lúc này các bạn có thể dùng một cái nhíp nha, rồi các bạn cạo nhẹ từ từ ra vị trí mà nó ra ten lúc đầu á nè. Các bạn lấy cái nhíp á, các bạn cạo ra nha, cho bớt ten đi, cho nó không còn thấm nữa. Là những vị trí mà cái chân hồi nãy á, cạo cho nó tách rời ra một phần trước đã. Các bạn thấy nó sạch một phần nào chưa? Sau khi cạo xong á, thì các bạn có thể dùng cái xăng PU hoặc là cái nước rửa bo á, để các bạn vệ sinh lại. Các bạn có thể dùng một ít bông gòn nha, rồi các bạn chấm xăng. Cái bo mạch của mình nó nhỏ thì các bạn không cần phải lấy bông gòn nhiều đâu, các bạn lấy một chút xíu rồi. Rồi mới lấy xăng á, các bạn chấm vô. Để các bạn vệ sinh lại cái những cái vị trí nào mà ra ten hồi lúc nãy á. Rồi, các bạn nhìn không? Thấm xăng á. Đối với cái tai nghe này á, tại vì nguyên nhân chính á, mà làm cho cái tai nghe này á, nó có thể bị chạm ra ten, nó chạm IC á, nó sẽ gây hiện tượng là liệt phím nha. Thì các bạn lấy cái này các bạn vệ sinh lại chùi chà. Tuyệt đối các bạn hạn chế lấy cái này mà các bạn chà lên cái micro nha các bạn. Có thể nó bít cái màn micro á, làm cho các bạn nói không nghe, người ta không nghe được. À, các bạn vệ sinh sạch nè tất cả những cái vị trí mà ra ten. Cái trường hợp mà có dây nha các bạn, tai nghe mà Bluetooth á, mà headphone, loại headphone mà có dây y như thế này á, thì các bạn hạn chế, tránh làm đứt dây nha. Nói chung các bạn chà, nói chung bo mạch điện tử các bạn chà làm vệ sinh nhẹ nhẹ thôi, cho hết ra ten được rồi. À, đối với những trường hợp mà cái nút bấm nó bị chạm á, thì các bạn cũng vệ sinh tương tự.
như này nè. Cái phần nào mà ra ten thì các bạn cũng vệ sinh hết nha. Sau khi mà các bạn vệ sinh á, và các bạn ráp vô lại, các bạn kiểm tra thấy nó vẫn còn bị chạm mà không hết cái bệnh đó, thì các bạn tiến hành tiếp tục tháo cái nút này ra cho mình. Cái này là cái gọi là cái chén phím nha các bạn. Các bạn tháo hết ra coi nó có vô nút bên trong không. Tại lúc đầu á các bạn không cần phải tháo ra, bình thường á này nó chỉ vô IC thôi, nó làm chạm chân. Nhưng mà đối với trường hợp mà các bạn test đâu nó vẫn còn bị chạm á, thì bạn tháo những cái chén phím này ra cho mình. Hoặc là đối với những trường hợp mà các bạn bị liệt phím, là bấm cái nút, những cái nút này á, các bạn bấm không ăn á, thì các bạn buộc là tháo những cái chén phím này ra, các bạn vệ sinh lại. Rồi, ở đây á, những trường hợp mà nước mà nó vô như thế này á, thì các bạn có thể lấy một cái lưỡi lam nha, các bạn cạo. Đây là cạo những cái chén phím ở đây nè, cho nó. Nó lôi cái lớp kim loại ra. Cạo ngay chén phím luôn nha. Đối với những trường hợp mà bị liệt phím á, những cái nút mà như thế này các bạn làm tương tự nha, cũng có chén phím bị hợp như loại này, cũng có cái băng keo nó dán dính vô á, thì các bạn làm tương tự. Sau khi vệ sinh sạch sẽ xong á, thì các bạn đã tiếp tục các bạn kiểm tra trên cái bao mạch này nè. Trong cái chuyện những trường mà nói nó và những trường hợp cái phím nó bị chạm nha, còn những cái phím mà không bị chạm á, nó bị liệt phím thôi á, thì các bạn chỉ cần vệ sinh lại. Ở đây á, nếu mà trường hợp mà nó bị chạm phím volume này á, hoặc là cái nút nguồn á, thì các bạn có thể dùng một cái đồng hồ á, các bạn đo lại coi cái tổng chở của nó có bị chạm, bị thông mạch hay không. Ở đây mình chỉnh vào cái thang đo, dùng cái thang đo diode cũng được. Cái nút này á, nó sẽ có hai vòng, vòng trong vòng ngoài. Thì các bạn chạm một cái chân vô vòng trong và một cái chân vô vòng ngoài, thì chắc chắn cái nó trường hợp này á, nó phải hở mạch nha, nó không được có tổng chở, hoặc là tổng chở vô cùng lớn, vì nó thông qua con IC nha. Đây các bạn nhìn thấy không, tổng chở nó khá lớn nha. Đo từng chân. Còn nếu trường hợp mà cái tổng chở của nó xuống thấp quá, là chắc chắn là nó bị chạm rồi, thì các bạn phải vệ sinh lại. Trường hợp vệ sinh mà không hết á, các bạn sẽ vệ sinh sạch sẽ đến lúc nào không hết á, là các bạn phải quay lại cái con IC này coi nó đã vệ sinh lại là sạch chưa. Nếu mà vẫn còn không hết, các bạn tháo IC ra, các bạn đo lại nha. Các bạn đo có cái vòng trong vòng ngoài nè, đo tổng chở. Những cái tổng chở này nó lên khá cao nha các bạn, vậy là nó không bị chạm ha. Trường hợp mà nó ra tổng chở rất thấp mà là nó vẫn còn bị chạm. Rồi tiếp theo đây á, để mà vệ sinh những cái nút này á các bạn, trong trường hợp mà các bạn bị liệt á, các bạn có thể dùng một cái lưỡi lam á, các bạn cạo sơ nha, cạo cho cái phần đồng này á, hai cái má này á, vùng tròn này, thì nó cạo cho nó xước, để khi mà tiếp xúc với cái chén phím này vô á, là nó bấm sẽ ăn. Thì nhiều bạn ra trời mưa á, đó các bạn cạo sơ nè, cạo cho nó xước vào, cho nó cái phần này á, sáng bóng ha. Hoặc những cái trường hợp bạn nào á mà có nhà có cái cục gôm, cục tẩy á, thì mình chà vô. Các bạn không cần phải cạo, mà các bạn lấy cái này các bạn chà cho nó sáng bóng cái hai cái vòng tròn này là được rồi. Nào các bạn.
Thì đây mình kết hợp mình đo tổng chở và mình vệ sinh lại là nó sẽ khắc phục được cái hiện tượng mà cái mấy cái nút tai nghe của mình đó nó bị chàm hoặc là nó bị liệt phím ha, bấm không ăn. Đó, sau khi các bạn vệ sinh lại á thì cái mấy cái má trên cái chân đồng như vậy á nó phải sáng bóng nha. Rồi các bạn có thể dùng cái bàn chải các bạn đánh cho hết mấy cái phần dơ ra, cái phần bao vi hồi nãy á, cái phần mấy cái vỏ của cái cục tẩy nó còn sót lại á, vệ sinh lại. Rồi các bạn lấy cái chén phím hồi nãy đó, sau khi mà mình cạo xong á, các bạn đặt vô, dán vô lại. Bạn nhớ đây dán đúng vị trí nha, điều chỉnh cho cái chén phím này nó vô chính giữa. Rồi các bạn bấm vô nó phải nảy lại y hệt như cũ. Rồi, yêu cầu bấm phải nảy phải nhảy. Rồi như vậy là xong nha các bạn. Các bạn sau đó các bạn ráp vô mạch là chắc chắn là khắc phục được cái hiện tượng mà bị liệt phím hoặc là bị chạm phím của tai nghe Bluetooth nè. Như vậy đối với những cái tai nghe mà có dây hoặc những cái tai nghe Bluetooth như thế này thì cái nút bấm của mình á, trong trường hợp mà bị vô nước á thì nó rất hay bị chạm ha, thì các bạn phải tháo cái bo mạch ra. Các bạn xem cái IC của mình đó, coi nó có vô nước, bị vô nước ra ten không, là cái đầu tiên nha. Tại vì nước vô nước ra ten như hôm nãy á, là nó gây chạm chập chân, nó sẽ gây liệt phím. Còn đối với những trường hợp mà phím bóc không ăn á, thì các bạn có thể dùng cái lưỡi lam á, các bạn sau khi vệ sinh kiểm tra bo là ok rồi, các bạn lấy cái lưỡi lam không nảy lên, lấy cái chén phím này ra, vệ sinh cái chén phím, đồng thời cái chân đồng á, hai cái vòng tròn ở phía dưới này á, thì các bạn phải tháo ra luôn nha. Thì đối với những cái nút bấm này thì các bạn cũng đo cái cách vệ sinh của cái loại nút bấm này cũng tương tự như vậy. Thì bên phía dưới này cũng có hai cái vòng tròn bằng đồng, thì các bạn cũng đo tổng chở. Rồi sau đó các bạn lấy lưỡi lam á, các bạn cạo á, cạo cho nó sạch sẽ ra coi, để cho nó hai cái chân đồng nó tiếp xúc với cái chén phím này và các bạn bấm mới ăn nha. Nói chung cách làm cũng hoàn toàn tương tự như hôm nãy cái thao tác mình đã làm. Rồi và là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì á, các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.